Nhưng mà bác hôm nay tụi mình sẽ tự bỏ ăn kẹo mát xa vào đầu. Kẹo gì? Không biết. Ăn luôn nhá. Hôm nay chúng ta cho con bò ăn kẹo marshmallow nhá. Để xem là con bò có ăn kẹo marshmallow không nào. Đây là những kẹo marshmallow rất là thơm ngon đúng không? Nó trắng hồng hồng trắng. Cái bò mặt bò với xanh của bông men đâu? Kìa. Một đàn bò luôn. Đúng thế, rất nhiều bò đúng không nào? Vừa thì bò xanh ra bên kia. Xong rồi về một đàn luôn. À, bông men hợp bóng xanh như nào? Ba mũi xanh. Ba mũi xanh. Ba mũi xanh. Ba mũi xanh. Có mấy anh người ăn kẹo không? Ba mũi xanh người ăn kẹo không? Đi thần vào là anh sai quá không tới. Ba mũi xanh ơi. Ba mũi xanh ơi. Lâu rồi không thăm bò mũi xanh rồi. Bạn bò mũi xanh quên mất bông men rồi, đúng không? Bé bên đây là cái gì không? Bò mới thành ra rồi này. À, mẹ cho bò ăn đi mẹ. Gọi mãi mới chịu ra nhỉ. Để xem bò sẽ ăn nhẹo mắt bao lâu không nhá. Rút ra rồi. Rút quay ra. Rồi, quá ngon luôn đúng không? Quá ngon luôn. Ra đây, hẹo đi mẹ. Ừ, đuối trắng nhá. Bạn bò mũi xanh này rất là hiền lành. Nhưng mà có vẻ như là lâu rồi Ben không đi thăm mũi xanh nên là bò mũi xanh hơi buồn. Nhanh Ben ơi. Bác thân ơi. Bạn bò đói rồi. Bông này thêm cho bà đi. Kết đi mẹ. Đưa anh, đưa anh. Nó ngoan này. Dạo này nó chả tiến vào con nữa. Ừ. Ăn đi vậy thì chơi. Giờ bóng mới thành niềm lạm hơn rồi. Ấp đuôi đấy, ấp đuôi đấy. Bóng mới thành đang bị ngứa nhỉ. Lên kéo hết ra ăn luôn nhá. Cho bạn tắt á. Ăn hết á, ăn hết đâu. Cho bạn ấy tay đã, rồi. Để tắt đây nhá. Bên cho bò sẽ ăn tất cả này. Bò hết rồi à, bò hết rồi à. Thế thôi. Bò với xanh có vẻ khoái. Cái món kẹo marshmallow này đấy nhỉ. Đúng không? Về hết rồi. Mẹ theo anh ấy. Bạn bò mũi xanh nhìn theo bông men với ánh mắt rất là lạ. Hãy nhờ bạn bò mũi xanh đi. Đấy, bạn bò mũi xanh ra nhận ủng đấy. Chạy,
như thế này. Mưa xanh thì theo anh Ben không theo em Bông đâu mà sợ. Em Bông. Em Bông. Ông gọi mưa xanh ra mẹ mẹ. Anh Ben ấy bỏ rơi em Bông à? À sao mẹ? Anh Ben bỏ rơi con à? Anh Ben hư nhỉ? Bỏ thôi em Bông phải chạy của mình. Em lại cười. Anh Ben đuổi theo anh Ben. Bỏ đuổi theo anh Ben. Tại vì anh Ben đuổi bỏ con mà. Anh Ben hư nhỉ? Bỏ rơi em Bông. Là em Bông cũng khóc nhè. Khóc nhè thật đấy hả Phương? Không thật Phương à? Thế vào kia. Hai em chào các bạn chưa? Xin chào các bạn. Hẹn lại video nhé. À, vậy là Bông Ben đã cho bò mới xanh ăn kẹo mắc bao lâu rồi? Nó ăn hết, chả cho ai ăn nữa. Thế à? Hẹn các bạn ở video sau nhá. À. Bye bye. Bye bye. Nó về cho cu của nó rồi. Đúng rồi. Bắt sao nó phải về cho cu chứ. Ừ.